Thưa quý vị và các bạn, chế biến nước mắm là nghề truyền thống đã có từ lâu đời tại các vùng ven biển, nhất là duyên hải miền Trung. Tùy vào đặc trưng vùng miền, dựa vào điều kiện khí hậu, ngư trường đánh bắt khác nhau mà hương vị nước mắm ở mỗi nơi cũng khác. Và ngày hôm nay trong chương trình Câu chuyện Ô Cốp, Mai Phương muốn giới thiệu cho mọi người biết đến thương hiệu nước mắm Kỳ Phú của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến Thủy hải sản Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh. Đây là một trong những sản phẩm đã đạt chuẩn 4 sao Ô Cốp cấp tỉnh. Đậm đà hương vị truyền thống, gói trọn tinh hoa của biển cả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần làm nên tinh hoa ẩm thực Việt. Với lợi thế sở hữu nguồn nguyên liệu thủy hải sản dồi dào, cùng việc thừa hưởng kinh nghiệm làm nghề lâu năm, nước mắm Kỳ Phú gói trọn tinh hoa của biển cả trong từng giọt cốt cá cơm nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ những con cá cơm tươi ngon dưới bàn tay khéo léo và kỳ công của những người thợ cần cù, qua nhiều công đoạn, đặc biệt là bí quyết về cách ướp, tỷ lệ ướp, trộn, cách chất lọc, ủ qua nhiều tháng ròng rã để ra những thành phẩm sóng sánh ánh vàng. Sản lượng tiêu thụ của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến Thủy hải sản Kỳ Phú đạt từ 3.000 đến 3.200 lít với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Nhắc đến nước mắm thì chắc chắn là nhiều hộ, nhiều cơ sở sản xuất sẽ có những bí quyết, những thế mạnh riêng. Vậy thì những cái bí quyết, những cái thế mạnh riêng của Hợp tác xã Thu mua và Chế biến Thủy hải sản Kỳ Phú là gì? Cái nguyên liệu mà đánh bắt thì mình lúc nào cũng phải chọn cái nguyên liệu là nó nằm ở tầng nổi. Khi chọn được cái con cá ở tầng nổi rồi thì là mình muối cái nước mắm là nó rất ngon. Đấy, bởi vì là trong cái chu kỳ mà mình đi kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm nghiệm để lấy mẫu đó thì là cả cái đầm thúy nó cũng có này, rồi cái màu sắc này, cái đồ trong này, cái đồ đàm này nó rất tốt so với con cá tầng đáy, cho nên cái nước mắm nó rất ngon, cái màu sắc rất đẹp. Vậy giờ đây với cái tiêu chuẩn 4 sao thì các điều kiện sản xuất cũng như là chất lượng sản phẩm đã có những cái thay đổi như thế nào so với sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao? 4 sao thì quy mô nó sẽ to lên, nó rõ ràng hơn tất cả mọi thứ. Trước đây 3 sao thì mình cũng là làm con cá cơm than, là 4 sao rồi mình chọn cái nguyên liệu mà cùng con cá cơm than, nhưng mà cái loài cá mà nó đặc biệt đó, loài cá này cũng là rất đắt tiền. Là bởi là người ta thường thường con cá đấy là làm để đi hấp để bán cho nước ngoài. Và để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như vậy thì những yếu tố sạch và nguyên liệu đầu vào cũng như là quy trình sản xuất được chú trọng như thế nào? Trước khi mà đưa cá vào để mà chế biến thì là mình rửa sạch cá với cái nước là cùng nước bằng giếng khoan, nhưng mà trước đấy ở giếng khoan thì ở đây họ cũng kiểm nghiệm mẫu nước cá rồi, nước rất chi là sạch. Và sau khi mà được xử lý cả cái bể đó thì là mình là lấy lá chuối hột, mình xá, mình khử cái bể đó sạch sẽ, và sau là cùng bộ hồ lao động thì ví dụ găng tay, khẩu trang, rồi thì quy ủng, rồi tất cả sát khuẩn cả. Nước mắm được xem là một trong những yếu tố làm nên nét tinh túy của ẩm thực Việt. Dù ai đi ngược về xuôi, dù bận rộn trăm phương ngàn việc, thì bữa cơm gia đình, sự đoàn viên ấm áp với những điều giản dị yêu thương luôn được đề cao. Nước mắm Kỳ Phú tự hào góp phần làm nên sợi dây kết nối với mỗi gia đình Việt. Vì thế, bao năm qua, người Kỳ Phú luôn nỗ lực gìn giữ, phát triển thành món quà đặc sản rất riêng của vùng đất này. Từng giọt như sự chất chiu tinh túy của sản vật biển, hòa quyện tình yêu của người làm nghề, góp phần làm giàu hơn nét văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc Hà Tĩnh. Trong những năm gần đây thì cái thương hiệu của chị Miền Định đấy là được đầu tư rất là bài bản. Từ chỗ đó mà nước mắm không phải là chắc nước mắm nữa, mà các cái thực phẩm khác có đồ ngon trong của cái thương hiệu cái đất Kỳ Phú là biển bề ngang, cá thì tươi ngon, cho nên về làm cái sản phẩm ra là lúc nào là cứ tin tưởng. Với hương vị tự nhiên, vị ngọt đậm riêng có của vùng biển miền Trung, nước mắm Kỳ Phú đang là sự lựa chọn của nhiều bà mẹ nội trợ, những người sành ẩm thực. Thương hiệu nước mắm Kỳ Phú đã và đang từng ngày ghi dấu ấn với người tiêu dùng, không ngừng phát triển ở khắp các thị trường, góp phần tạo sự phát triển bền vững cho các làng nghề chế biến nước mắm, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, từng bước xây dựng nông thôn mới.